Ê, có cái gì không? Có cái gì, có cái gì. Cái này. Ôi. Hai con rắp, con gùa luôn nè. Con gì? Dương xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube Dương nha. Thì sáng hôm nay Dương lại tiếp tục đi thăm lại nha cô chú anh chị. Dương khi đi thăm và quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì hy vọng là sẽ có cái thành quả. Đang hiện tại là đang có ngoài cái bãi cỏ trống Đắc Quang nha. Thì Dương sẽ quay cho cô chú anh chị mình xem đi thăm cái cỏ hay không nha. Thì Dương sẽ quay ra trước. Hôm bữa mình đặt nước đầy quá. Ê, có cái gì không? Có cái gì, có cái gì. Cái này. Đó, cái này. Ôi. Hai con rắp, con gùa luôn nè. Con gì? Đi quay đi, cảnh cảnh nè. Còn gùa nữa nè. Wow. Vô con gùa nha. Cái này ổn á. Biết luôn nè, bự quá trời bự luôn. Mình nghĩ là thường là nó nghiêng bên là sẽ có cá vô đó. Mà không biết cái này có không à. Đây vô cái chai nó hỏi ra được, đây có cá nha. Cá cái gì đây? Wow. Cá lóc. Có gì không? Nhưng mà có là được rồi. Giờ đã không có. Cái lóc mà không bự nha. Con gắn gì cá nào mà mình không thấy nè. Nhỏ nè. Đang chạy ra kìa. Mình cũng không bắt nó đâu. Nè. Đang kiếm đường chú ra kìa. Rồi sao cái lò nằm kì vậy. Xúc sổ dây cho này. Xúc cây cho này. Ôi ơi, vô hụt nó lóc khủng rồi mọi ơi. Dạ vô nó bự quá, nó quậy sức cây cho mọi người. Tính đâu. Bị cái gì chứ. À, vô cá lóc. Cái bánh nện nè. Nè. Nó bự vậy nó quậy. Tung lờ. Ủa, hai cái bên luôn vực nội. Cái lò này dữ lắm rồi. Cái lò này dữ lắm rồi cô chú ơi. Khui coi. Rồi. Một con ếch, hai con cá lóc luôn nha. Nghe nhảy tủm 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 tưởng nó có lóc bự dữ. Hay vô ếch nha.
ăn cái lốc ép như con ếch. Đây, con ếch này của chú anh chị. Cái lốc đây. Con nhỏ cái lốc không bự nha. Vô con rùa nữa nha. Này. Wow. Đây, vô con rùa nha. Con rùa nữa. Hiện tại trời cũng sắp sáng rồi đó cô chú anh chị. Thì Dương Thâm cũng còn mấy cái lờ nữa xong rồi nha. Hôm nay chắc có lẽ là thất thu rồi. Đây là cái lời cuối cùng của Dương. Thì Dương đặt ở trong cái đám muối này nè. Hồi lúc nước cạn thì nó về kiếm, nhưng mà giờ nước đầy á, mà đó nó ngập đầu. Cho nên là Dương có đem máy quay theo. Lội kiếm cái lờ này nó sót hôm bữa mà không biết nằm chỗ nào nè. Thì giờ mới gặp nè. Cái này hồi từng rồi tới giờ. Để cô chú anh chị mình. Rùa nghe, vô rùa nghe nè. Wow. Thì cái này là nó sót hồi từng rồi á. Hồi kỳ trước mà bữa hai bữa trước mình không đi thăm, mình thăm không được á, thì giờ nay vô con cá lóc nè. Rồi. Cái này con rùa nữa. Cô chú anh chị rùa nha. Nè. Thì cái khu vực này thật sự là còn rất nhiều rùa nha cô chú anh chị mình. Thì hôm nay là Dương được 3 con rùa luôn á. Mà cái mai của nó nhìn thấy là con này giống như con rùa đực vậy đó. Thì để Dương cho cô chú anh chị mình xem. Để Dương rửa cho sạch cây. Nè. Con này giống như con đực nha. Thì cái mai của nó nhỏ hơn, dài hơn. Cái đuôi nó cũng dài nữa. Nè, đuôi nó dài hơn. Còn con này á, là cái đuôi nó ngắn hơn nha. Hôm nay là 3 bé rùa nha. Khi nó về Dương sẽ đổ cái thành quả Dương quay cho cô chú chị mình xem nha. Hôm nay cũng nói chung là cũng ổn ổn thôi, được chút. Tí nó về Dương sẽ đổ cái thành quả coi cho cô chú chị mình xem. Giờ mình quay về thôi. Rồi, lạnh quá. Thì Dương vừa về tới phòng của em được nha. Thì Dương sẽ đổ cái thành quả cho cô chú chị mình xem. Hôm nay chắc có lẽ là không được nhiều. Không có cá chê luôn. Đấy. Hết, quên nữa. Hôm nay được 3 con rùa. Được 3 cá lóc này trọng trọng nè. Ba rùa được chắc cũng hơn chiếc cá sạp vậy đó. Để Dương đổ luôn nè. Rồi hôm nay chỉ được như này thôi.
cái video của Dương tới đây là kết thúc nha. Hẹn cô chú anh chị clip sau nha. Thì Dương đi thăm và đi quay tiếp tục cho cô chú anh chị mình xem nha. Cái khu vực này còn rất là nhiều rùa luôn. Đây, quá trời luôn nè. Điều đó không có bự nha. Hôm nay hình như là em được con rùa bự á, đúng không? Đúng rồi. Đây nè, để em xem rùa nha. Quá wow, trời con rùa luôn nè. Siêu to khổng lồ luôn nè. Cái file của chú chị nha. Còn hết là vô.